Wow, hôm nay xinh quá, mặc chiếc váy đi xinh quá. Chị ơi, trước khi chị ra về thì có thể cho em xin quay một đít hậu quả được không? Có, nhưng mà nhanh lên hộ chị nhá, chị đang vội á. Em xin chị đúng 5 phút thôi nhá. Thế em xin mời chị đứng ra đây để cho mọi người có thể nhìn thấy kết quả của buổi ngày hôm nay nào. Xin được giới thiệu mọi người, đây là chị Phương ạ, một khách hàng đang thực hiện liệu trình giảm béo tại Viện Thẩm mỹ Korea. Và chị Phương ơi, chị có thể chia sẻ là buổi ngày hôm nay chị đã giảm được bao nhiêu cân rồi không ạ? Chị sau buổi hôm nay chị đã giảm được 18 cân và 20cm vòng eo em ạ. Em có thể xin phép chị là cho mọi người có thể nhìn thấy rõ hơn về cái sự thay đổi của chị được không ạ? Được. Vâng ạ, mọi người có thể thấy đây là hình ảnh trước khi mà chị Phương đến với Viện Thẩm mỹ Korea đây ạ. Ở phần mỡ tập trung rất nhiều ở vùng bụng và ở phần hai bắp chân. Đặc biệt thì chị Phương đến với Korea để giảm ở vùng bụng của mình đúng không ạ? Và đến buổi ngày hôm nay thì chị Phương đã giảm được tới siết được tới 20cm vùng eo rồi. Vậy thì nhìn lại những hình ảnh ngày trước của mình thì chị cảm thấy như thế nào ạ? Trước thì chị không được tự tin như bây giờ. Sau khi sử dụng liệu trình bên mình thì bây giờ chị cảm thấy tự tin và thoải mái lắm. Mặc được những bộ đồ body mà trước chị vẫn rất thích. Nhìn lại hình ảnh ở trước là mình sắp không nhận ra bản thân mình đúng không chị? Vậy thì trang phục của chị như thế nào? Có phải thay đổi nhiều không ạ? Có chứ em, trước chị toàn mặc những size đại, thậm chí 3XL. Nhưng bây giờ thì chỉ size M thôi. Chắc hẳn là quý vị sẽ đang rất là tò mò với chỉ số là giảm được tới 18kg và 20cm của chị thì quá trình đào thải của mình như thế nào ạ? Quá trình đào thải của chị là một thời gian, một tuần đầu ấy thì lượng mỡ cũng chưa thải ra nhiều và lúc đầu chị cũng chưa tự tin lắm đâu. Nhưng mà sau tuần thứ hai thì lượng mỡ giảm nhanh chóng, bụng chị cũng mềm đi và xẹp đi rất nhiều. Vậy thì tuần đầu tiên thì chị có lo lắng không? Khi mà mình thấy là cái sự đào thải nó chưa được nhanh cho lắm. Có, chị cũng hơi lo lắng nhưng mà vẫn tin tưởng nên là vẫn cố chờ. Và đến tuần thứ hai thì bắt đầu mình thấy cái sự đào thải nó diễn ra nhanh hơn đúng không chị? Đúng rồi. Vâng, điều này thì cũng là sự băn khoăn của rất là nhiều khách hàng. Bởi vì tùy theo cơ địa của mỗi khách hàng thì có những chị khách hàng mà chỉ trong ngày đầu tiên thôi là đã có hiện tượng đào thải rồi. Tuy nhiên thì đối với chị Phương thì sau một tuần đúng không ạ? Thì chúng ta lại nhìn thấy cái sự đào thải nhanh chóng hơn rất là nhiều. Vậy thì khi mà có sự đào thải diễn ra như vậy thì chị có cảm thấy là cơ thể mình có gì là mệt mỏi hoặc là có vấn đề gì về cơ thể không ạ? Trước thì chị cũng mệt mỏi lắm mà thậm chí đi lại còn khó khăn, leo cầu thang chị cũng cảm thấy mệt. Và đấy là tình chân. Trạng mà trước khi mình giảm cân đúng không ạ? Đúng rồi. Bây giờ thì chị cảm thấy nhanh nhẹn hơn, tự tin hơn và sức khỏe cũng tốt hơn, thì tinh thần thoải mái hơn. Vậy ngày trước thì ngoài về vấn đề sức khỏe ra thì có ảnh hưởng gì nhiều đến tâm lý của chị không? Trước khi giảm cân ý, thì dù không được tự tin nên là mỗi lần đi học lớp hoặc biết các bạn ý, mọi người xúm xít vào chụp ảnh vui lắm nhưng mà chị thì chị không dám chụp. Ngại đúng không chị? Đúng rồi, chị toàn ngồi xa hoặc là đứng xa, chỉ lộ mỗi mặt thôi. Nhưng bây giờ thì chị tự tin lắm, chị lúc nào chị cũng leo lên hàng đầu. Vậy thì khi mà gặp các bạn như vậy thì mọi người có nói như thế nào không khi mà nhìn thấy có một cái sự thay đổi về hình thức bên ngoài của chị cũng như là về cái số cân của chị như vậy ạ? Mọi người, bạn bè chị hầu như ai ngạc nhiên lắm vì thấy chị giảm nhiều và trở nên đẹp như này. Mọi người cũng có hỏi, trong quá trình chị đi thực hiện trước ít thì chị cũng có dùng nhiều biện pháp giảm cân, uống thuốc và đánh mỡ bụng ấy, đánh nhiều đến nỗi thậm chí về còn tím cả cái vùng bụng này. Nhưng mà sau khi đến với Korea thì chị hoàn toàn tin tưởng và bây giờ đấy em nhìn đấy. Đẹp quá chị nhở. Chị cảm thấy rất là tự tin. Vâng, chị xoay luôn cho quý vị có thể nhìn thấy vòng eo của mình một chút được không ạ? Đó, đẹp quá. Quy trình giảm mỡ với công nghệ Martin Nanomacdua của Viện Thẩm mỹ Korea. Bước 1, thăm khám, chuyên gia kiểm tra vùng tích mỡ và đánh giá sơ bộ tình trạng mỡ thừa. Bước 2, đo chỉ số cơ thể. Hệ thống máy móc chuyên dụng của Viện Thẩm mỹ Korea tự động đo đạc, đưa ra báo cáo chi tiết về chỉ số mỡ thừa theo từng vùng trên cơ thể. Bước 3, lên phác đồ điều trị. Tùy vào thể trạng khách hàng, chuyên gia sẽ đưa ra phác đồ điều trị phù hợp nhất. Bước 4, cam kết hiệu quả liệu trình bằng văn bản. Viện Thẩm mỹ Korea cam kết về hiệu quả liệu trình bằng văn bản, hoàn lại tiền cho khách hàng nếu không đạt được hiệu quả giảm mỡ. Bước 5, thực hiện liệu trình với enzyme noãn thực vật Martin Nanomacdua. Khách hàng được trải nghiệm dịch vụ 5 sao đẳng cấp quốc tế trong suốt quá trình thực hiện liệu trình. Những tượng đài giảm béo tại Viện Thẩm mỹ Korea. Chị Tuyết giảm 60kg, anh Nghĩa giảm 40kg, chị Trang Trì giảm 20kg, chị Huyền giảm 12kg. 30.000 khách hàng đã giảm mỡ thành công, người tiếp theo sẽ là bạn. Viện Thẩm mỹ Korea, thương hiệu giảm béo số 1 Việt Nam, gọi 1900 0361, 0911 85 9999 hoặc inbox để được tư vấn.